quay đi đi. Chào mừng chị. À, mình cảm thấy rất là vô cùng hồi hộp và thổn thức. Đâu đi. Chứ mình thật là lo lắng vì cửa thêm cô này không biết là nhân gì đâu. Chứ bây giờ chị đang đi đâu đấy? Tràn ngập cảm xúc, vừa lo lắng mà vừa hồi hộp. Còn chị? Chị thế nào? Ô xin trả lời hết rồi, còn gì để nói hết. Ô xin. Đi ra đi. Thầy là sao? Chứ không phải. Mày hay giải thích công việc của mình. Mày hay giải thích công việc của ngoài. Bôi trơn. Để làm gì? Hả? Từ từ sao nó không ra? Mày xoay cái đầu lại cái ngồi cho nó chậm xuống. Thì nè. Đó. Nó xoay như này đúng xoay không? Kia chứ. Vậy ờ vậy đó. Chúng tôi đang làm còn nhiệm vụ bôi trơn. Bao lâu phải bôi một lần? 200 cây. Rồi. Không. 8 tiếng. Rồi, đạp rồi, nhờ người khác đạp giùm luôn rồi. À. Sao tình hình thế nào? Đang nhờ khách đạp.
Vô đi. Ha ha ha!